Nếu bạn muốn mua Robux cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Tại đây, shop hiện tại là đang có Robux Group, Robux chính hãng và Robux 120 giờ. Và shop có nhiều ưu đãi nữa như là top nạp nào đó, các bạn chỉ cần đứng top nạp và các bạn bấm vào phần thưởng đó, bạn thấy chưa? Là tháng sau các bạn sẽ nhận được như đây phần thưởng tương ứng với lại top mà các bạn nạp vào tháng này. Đó, là vậy thì các bạn có thể vào và ủng hộ shop nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đối với channel của mình. Mình là Nidai đây và hôm nay thì kiểu mình sẽ quay trở lại với tựa game Shinobi Line thử nha các bạn. Shinobi Line chứ lộn. Hồi đó là như là Shinobi đúng không ta? Đúng rồi, như mình nhớ là vậy các bạn. Kiểu mình chơi game này lâu lắm rồi các bạn. Hình như tựa game này là mình chơi từ có khi là 7-8 tháng trước luôn á, hoặc là 1 năm trước luôn á các bạn. Thực sự là vậy. Kiểu game này hồi đó lâu lắm rồi và bây giờ kiểu hình như có một thời là kiểu bị dính bản quyền hay sao các bạn đó, nên lúc đó mình không có chơi nữa luôn. Đó là vậy, bây giờ mình sẽ trở lại ha. Tại mình nghe, mình đọc comment có một vài bạn kêu là cụ vị bị thú á bạn, mấy con nó bị thú á, bây giờ được làm lại á để tránh bản quyền khá là mắc cười luôn. Đó, giờ mình vô chơi thử ha. Ủa, cái cục xanh xanh bên này là cái gì á? Ôi bạn thấy không, cái đồng xanh xanh bên này là 19, cái này là cái gì vậy ta? Ờ, nhìn lão quá. Ồ, Naruto. Naruto cũng khác luôn bạn thấy không? Đó, ui, đây là mấy cái làng đó bạn ơi. Đó, mấy cái làng bây giờ được sửa lại luôn. Chứ hồi đó là làng lá, làng sương mù, làng cát, đủ thứ các kiểu luôn. Nhưng bây giờ admin tránh bản quyền đó bạn. Đó là vậy. Dạ, bây giờ vô chơi thử coi. Bây giờ, ui, kiểu lâu quá không chơi luôn các bạn. Giờ trở lại mình cũng biết gọi là chơi sao nữa. Ừ là trời. Mình vô mình coi thử coi mấy con vị thú các bạn. Admin sửa lại coi coi đẹp hơn hay là bự hơn ha nha các bạn. Chứ mình cũng không biết trong game này chơi chơi kiểu gì nữa, quên rồi trời ơi. Quên hết nút luôn á chứ. Rồi, hiện tại là mình vô game mình nhớ bạn, hồi nãy hơi lắc á. Ôi các bạn ơi, mình nó mình farm hồi đó mình lên được răng S3 luôn các bạn không? Đó, là vậy. Đây răng S3 nè. Mà bây giờ mình nghĩ là răng S3 chắc giờ là cù bắp các bạn ơi. Còn trước đó là răng S3 như là farm mánh luôn các bạn, từ D nè. D1 xong rồi lên B rồi C à lên C nè, xong lên B xong lên A mới lên S nha các bạn. Hồi đó farm cực kỳ luôn, cực lắm luôn á. Ý có cái bàn chân nhắn xinh nè. Ý lụm. Ôi. Wow, map giờ làm lại thiệt luôn nè các bạn. Ôi. Làm cũng đẹp đó chứ. Đó. Còn lúc mình chơi là mình nhớ có lần đi lụm hình như là lụm kẹo á các bạn. Halloween của chúng ta, lúc mình chơi Halloween mà không nhớ nữa. Halloween là đúng 1 năm trước luôn các bạn. Tại vì mới vừa qua Halloween mà. Hình như lúc đó là mình nhớ là đi lụm cục kẹo á các bạn. Đó. Nên mình nghĩ là Halloween, chứ mình không có nhớ lúc đó mình chơi là Giáng sinh hay là Halloween nữa ta. Đó là vậy. Rồi như mình nhớ là Halloween đó bạn. Lượm cái cục kẹo màu vàng vàng đó bạn. Đó, lượm là các bạn sẽ được quay giống như vậy luôn nè. Ủa sao kìa lít. Ủa. Ủa gì vậy? Ủa. Người đó không mặc đồ. Rồi còn. Ui. Ủa. Người đó không mặc đồ rồi còn cái gì nữa chứ? À. Từ từ. Mình bỏ cái nhiệm vụ ra chứ. Ủa. Số cái ưu tính đây nè. Ủa. Chúng hỏi. Thôi hôm qua quánh mấy con ninja kia cũng được. Đây. Bây giờ mình sẽ biến vĩ thú coi thử nhé bạn. Coi coi mấy vĩ thú trong game sửa như thế nào ha. Đó. Rồi đó mình xài skin Itachi nữa bạn. Đó là vậy. Rồi dép nha. Ơ từ. Hình như ủa cái này cái gì vậy? Cái gì mấy cái mặt luôn nè. À boss hả? Cái gì boss nhìn lạ vậy? Gì đây? À, Minato nè, mình nhận được nhân vật này là Minato đó bạn, còn lại là mình không biết ai luôn á chứ. Thật sự. Trời. Trời. Ai đây? Ai vậy? Trời ơi. Đây còn đây là mấy cái chiêu nữa bạn, hình như là để mình nhớ coi. À mấy cái này là mấy cái $450 hả? Ờ, mình unlock cái này được nè. Mấy cái này như là nè, cái này của Itachi đó bạn. Đây Itachi nè. Nên mình nhớ được vài chiêu. Đây của Itachi nè. À 1, 2, 3. À. Con này là gì đây? Khói hả? Còn bên này là gì nữa? Bên này chiêu gì vậy? Trời nhìn lão vậy.
Element A đây là mấy nguyên tố nó bạn xài lửa điện gì là xài bên RFX gì đúng không? Mình nhớ là vậy. Còn đây là gì nữa đây? Ủa? Mấy vị thú này là sao vậy? Gen 1 là sao ta? Gen 1 là mấy vị thú Ủa? Ủa này là như cũ mà đúng không nè? Đâu có mình thấy đâu đổi gì đâu nè. Nè gen 1 sao là mình nghĩ là ở gen 2 nữa mày. À đây 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 đây. Ủa? Ủa? À mấy con vị thú này mới được sửa lại mà nè đúng không? Nè gen 2 là sửa lại đúng không? Còn mấy vị thú gen 1 như là bản như cũ nữa mày, lúc đầu là bản như cũ mình thấy vậy nè, mình nhớ là vậy nè. À ôi. Ồ, có hai vị thú nữa mày, đúng không? Hình như là một cái của Naruto với một cái là của Minato á. Đây là thập nhĩ. Còn đây là cái bản mình cày rồi đó mày. Đó mày không 1.500 nè. Đó, đây là vị thú ở đây cũng dĩ mình cày lên 1.500 nè. Đây là bát vĩ hả? Đúng không? Bát vĩ 8 đuôi. Đó. Mình cày được mát 1 1 nè, 2 nè, 3 nè. 4 đó bạn, mình cày được 4 con mát à. Ở đó là mình cày được 4 con mát. Bây giờ mình coi thử nha. Mình coi chắc 4 con nhớ mày, 4 con thôi. Tại vì ui. Rồi con này hồi đó hồi xưa là vậy đó bạn, còn bây giờ để coi nha. Bây giờ coi được sửa lại như thế nào nha. Ủa, sai dấu chưa? Em quyết. Rồi, chắc mình review cỡ 4 con thôi nhớ bạn, tại vì phải biến cái dạng mà cuối cùng mới chịu hồi ra được các bạn. Đó là vậy. Cái gì đây? Cái là gì vậy? Đây, bây giờ mình biến hình thử ha. Từ ra chỗ ánh sáng ha, biến cho đẹp. Rồi. Sao? Ui. Ghê vậy. Ui, bây giờ có luôn cái hiệu ứng mà quay ra vậy hả? Đẹp vậy ta. Ô, bây giờ không có màu xanh thuần nữa các bạn, không phải màu xanh biển nữa. Bây giờ là xanh kiểu xanh xanh hơi nhạt nhạt thôi nha các bạn. Đó, xanh nhạt thôi. Đó là vậy. Rồi, với hai coi. Ô. Ồ. Rồi biến hình hai đuôi. Hình như hai đuôi là mát đó bạn. Hai đuôi là mát rồi. Giờ qua dạng 3 là sẽ biến thành cái dạng kiểu đen 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 đó bạn. Đó. Kiểu đen 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 đen. Đó thì cái mặt vẫn ghê ghê ha nhé bạn. Ui. Cái đầu mình vẫn lắc 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 các kiểu. Ui. Đó, quăng bom cu dị nhé bạn. Đó, quăng bom quỷ thú chứ lộn cu dị. Nhầm. Quăng bom quỷ thú. Đó. Rồi tiếp tục. Ở lộn, đây số 3 rồi. Rồi 3 rồi. Bây giờ như là biến 4, 4 là sẽ biến thành cái dạng đó. Cái dạng này nữa bạn. Ui. Chiu. Đúng. Ui. Ồ. Ô cái màu xanh này mới đúng như cũ đó mày, có cái màu xanh mà lúc mà bơ quăng ra bạn nổ ra. Cái màu xanh nó mới đúng á. Hồi đó là như mình nhớ là màu xanh đó chứ không phải là cái màu xanh nhạt 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 giống bây giờ đó bạn ơi. Đó, là vậy. Rồi bây giờ dạng cuối cùng nha. Đây. Cái dạng này là sẽ gọi là triệu hồi con vị thú ra được á. Đây mình triệu hồi ra thử nha, để hồi chiêu. Đây để coi vị thú bự như thế nào nhé mày. Để coi được vị thú được làm lại bự như thế nào. Đây. Đó, ui. Cái gì vậy? Cái gì vậy? What? 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 Cái con mèo. Vãi thật sự nhìn con mèo kìa. Chấm hỏi luôn. Từ 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 để mình coi lại nha. Chấm hỏi cái gì vậy? Sao nhìn con mèo mắc cười quá vậy? Mình chưa thấy được cái mặt đó các bạn. Kiểu hình như là. Ủa mình nhớ bấm cái lệnh gì mình thấy được cái mặt đó người ta mình vô mình. Ui. Ui. Wow, đẹp vậy. Kiểu mình bấm cái lệnh nào xong mình vô mình coi con dị thú bị nhốt ở trong mấy bạn. Quên rồi ta. Ôi cái mặt kìa. Vãi. Trời ơi. Trời cái mặt quá. Sao cái mặt nó nhìn 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 hiền khô luôn các bạn ơi. Như kinh cũng đúng tội luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Mình nhớ hồi đó mặt ngầu lắm mà ta. Bây giờ nhìn mặt kiểu đúng tội tội các bạn, nhìn cái mặt vị thú bây giờ nhìn tội sao á. Đúng không? Nhìn mặt hiền 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 á. Vãi rồi sao trong này nhìn cũng ngầu mà, đúng không? Các bạn nhìn nè. Đó, trong này cái mặt cũng gọi là đó, ngầu ngầu phết vậy đó. Ôi, nhìn khỉ kìa trời ơi. Sao giờ anh này hành khỉ rồi ta? À hồi đó cũng là khỉ mà, nhưng mà khỉ nhìn ngầu nữa mày.
Ở mặt này cũng nhìn ngầu nè bây giờ. Trời ơi, vãi thật sự. Không tin được. Rồi giờ thử lại nha mày, bây giờ thử lại lần nữa nha, xong mình sẽ qua con vị thú khác nha. Đó, bò, bò. Bò. Ôi không quay được bạn ơi. Vậy là mình phải giữ ship trước á, giữ ship trước để quay nè. Lúc mà chạy rồi á, mình mới quay mặt lại cho bạn coi được. Nhìn mặt đúng mắc cười luôn á, thật sự. Đó. Mình nghĩ là chắc từ một con, hai con mát nè, ba con mát, bốn con mát, mình được bốn con mát nhé mày. Ui, ui con này, ui, quay, con này vừa qua con rồng luôn, nhìn đẹp quá vậy. Ui, wow, nhìn đẹp thật sự đó chứ. Wow, ui giờ nhìn thành nguyên con rồng luôn á mày, nhìn ngầu phết đó chứ ha. Ui, đã biến hình đi. Ở mày nhìn này đó, phải không, nhìn mặt kìa, cái mặt đúng tội luôn á, cái mặt trời phải thật sự. Rồi bây giờ tiếp tục qua con thứ hai ha, đây con này con màu trắng này đi ha, con này hình như là con gì á, con gì cũng biết rồi, con nai hay con cáo á ta, đây nữa mày, con này nè, con nai hay con cáo á, tao biến hình thử nha, để bỏ cái dạng này ra đã. Thì con này là nhìn là các bạn biết sẽ là dạng màu trắng nha mày, đó màu trắng. Ủa vừa gồng lúc nào ta? Ôi, này là mình bật sang ra anh rồi, Itachi rồi. Rồi giờ gồng lên nha. Đó. Hồi đó con cái dạng bị thú này thì màu trắng, bây giờ là màu tím hả? Ui, vừa qua màu tím luôn rồi nè. Giờ biết cái dạng mà màu đen đen nhé mày, coi như thế nào chứ, cái mấy cái dạng này thì đuôi khác đuôi thôi, không khác gì hết á. Chiêu thì vẫn vậy à. Đó. Giờ rồi để thổi xong nè rồi. Chị biết cái gì đen đen ha. Ui đen đen. Ui giờ đen đen vô màu tím luôn nha các bạn. Chứ hồi đó là màu trắng thuần khiết luôn. Nhìn khá là đẹp. Bây giờ qua màu tím rồi. Màu tím mộng mơ rồi. Tím mộng mơ. Rồi. Giờ dạng 8 đi ha. Qua cái dạng cuối cùng luôn đi ha. Đó. Phơm châm nè. Đó giờ nguyên màu tím luôn. Trời đất ơi. Vãi thật sự. Rồi giờ quăng hai. Ôi. 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 Ôi nhìn con này gì kỳ vậy? Con gì vậy? Ủa? Ủa? Con này con gì vậy? Mình nhìn thẳng là không thấy hai con mắt luôn á bạn. Mình phải nhìn ngang mới thấy hai con mắt luôn á. Con này con gì vậy? Trời. Sao nhìn mắc cười quá vậy? Vãi thật sự. Chấm hỏi luôn. Trời ơi, từ con dị thú đang mắt đang rất là đẹp quá bạn, bây giờ chuyển dị thú mắc cười quá, tại như mình nói ha, tại vì admin xin sợ dính bản quyền á đó. Đó sợ dính bản quyền nên phải sửa như vậy là đúng với bạn, nhưng mà sửa xong nhìn mắc cười quá à. Thiệt luôn á, bạn nhìn đi, sửa xong nhìn mắc cười vãi luôn đây đó bạn, đây cái con người ta trong phim như vậy nè, nhìn cũng khá là đẹp ha, bây giờ nhìn mắc cười quá, còn cái con hồi nãy rồi, đây đây con cái con nãy là con này đó bạn. Ui nhìn ngầu. Hồi nãy nhìn mặt đúng, nhìn đúng như đúng tội luôn mày, nhìn đúng gọi là hì khô luôn á. Đó con này thì cái mặt hơi bựa đi nhưng mà cũng màu trắng đẹp nè. Còn bây giờ các bạn nhìn nè. Ủa hết rồi, hết gì rồi, từ từ chắc mình bỏ Itachi ra đi ha, cho mình gồng lên stamina cho dễ á. Rồi đó, ở gồng năng lượng lên cho nhanh đó chứ. Đó gồng năng lượng lên cho nhanh. Rồi cộng đi. Đó. Rồi. Ơi. À chưa chưa cái chưa đầy cây mình không xài được luôn hả? Ồ. Giờ phải đợi chạy cây đó hả? Máu mình 360 ngàn luôn hả ta? Ủa, sao máu nhiều chứ ta? Mày nói mình nhớ máu cỡ. Nói chung mình không nhớ máu nhiều các bạn ơi. Mình tưởng hồi xưa máu cỡ mấy chục ngàn là nhiều chứ. Máu mình tới 360 như vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ biến hình nha, đầy lên rồi đó, biến hình rồi, dạng cuối cùng ha, dạng phơm trăm luôn. Đâu lộn, này phơm 99 nè, phơm trăm chỗ 8 dạng biến hình luôn hả, nhiều dữ vậy, vãi thật sự đó. Rồi giờ biến hình, giờ xài thử nha. Ôi trời ơi, trời 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 ơi, con gì vậy, trời thiệt luôn á, cái này con gì á bạn ơi.
kiểu quay quay cái đầu lại cho bạn coi khó quá vậy. Phải không không có quay được các bạn, nhìn hơi khó chịu tí. Thật sự. Vãi thật sự. Ủa xem ra Itachi nè. Xài thử lửa đen nha mày. Đó, để làm một cái bóng thôi mày. Hồi đó Itachi BB cực kỳ ngon luôn các bạn ơi, thật sự. Ủa phải không? Đó. Hồi đó Itachi BB là cực kỳ ngon luôn. Cực đã luôn các bạn chứ không phải là yếu đâu. Nào để mình coi lúc phun đi ha. Trời ơi, bạn nhìn thiệt đó chứ. Trời ơi bựa thật sự luôn á. Trời ơi nhìn thành cái con gì á. Con gì bựa bựa sao á. Rồi bây giờ xin đổi tiếp tục ha. Ủa đâu rồi, nằm đâu quên rồi. Đây 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 đây. Rồi con thứ ba ha. Đây con thứ ba. Ủa con này con gì vậy? Con này đứng thứ mấy vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ồ này 5 đuôi này 6 đuôi hả? À, 6 đuôi. Lục dĩ. Rồi để coi lục dĩ như thế nào nhé mày. Ôi. Ủa con này thành màu trắng hả? Ủa. Ôi. Sao con này thành màu trắng à? Phun cái gì đây? À phun mấy bóng nước nè mày. Ủa con này nhớ màu xanh mà đúng không? Sao thành màu trắng rồi nè. Ui vãi thật sự. Đó 6 đuôi. Lục dĩ phun ra mấy cái bóng nước nha mày. Đó, mực hay sao á, hình như là phun mực đúng ta, mình nhớ con này phun mực á. Đâu để mình coi thử nha, phải mực không ta. Ôi quăng ra nổ nè, không biết là mực hay không nữa. Ồ ô giờ màu trắng nè mày. Ôi ôi sao kỳ vậy ta. Ô con này giờ màu trắng rồi nè mày, trắng thuần khiết rồi nè. Ơi có màu trắng thì nổi tiếp rồi, có màu xanh xanh thì thành màu trắng hay ta. Đó bạn ơi, quăng hình như là mình nhớ là quăng ra xong để là cái dụng nước đúng rồi bạn ơi. Đây nè, ra cái chỗ này đứng khó chịu luôn á bạn. Bơi bơi á, cái cục này trúng cái là đất vuông chỉ có đi đi ra các bạn đã khó chịu lắm luôn á. Đó là vậy nên mình cày mát con này là vậy á. Tại đó mình cũng hay bơi bơi á bạn. Rồi con này thì chín dạng luôn, chín dạng biến hình màu trắng phải không ta, hay là mình nhớ nhầm màu ta. Tại mình nhớ con này màu trắng nè bạn, nó biết màu trắng mới đẹp nè. Còn con này như là mình nhớ là biết màu xanh hay sao á. Mình nhớ không, mình nhớ kiểu mang máng thôi nha các bạn. Tại mình kiểu lâu quá không chơi á bạn. Có một năm rồi mình không chơi á nên các bạn thông cảm ha. Đó, bây giờ biến hình thử nha. Rồi, con gì? Con gì đây? Con gì vậy? À, có ốc sên hả? Ui vãi. Nguyên ốc sên luôn nè bạn ơi. Ui bây giờ đang ốc sên thiệt nè. Ủa chứ bình thường con này là con gì vậy, con bạch tuộc hả phải không, chứ bình thường con này con gì á. À, con gì mình cũng không. À con này cũng giống ốc sên đó bạn ơi, bình thường con này thì cũng kiểu giống ốc sên nè, nhưng mà không có cái mai á bạn, không có cái mai đằng sau lưng. Trời ơi, nhìn thấy ghê quá ha. Còn bây giờ thì ra cái ốc sên thiệt hơn, bây giờ có ốc sên nhìn giống hơn nhé mày. Đây mày coi nè, bây giờ có ốc sên thì nhìn rõ hơn đó. Giờ có ốc sên thì nhìn rõ hơn tí. Giờ nhìn rõ thành nguyên ốc sên luôn. Ôi vãi thật sự. Rồi rồi bây giờ mình qua con cuối cùng nhé bạn. À con cuối cùng cụ vĩ đó, vĩ thú mạnh nhất luôn, mạnh nhất trong chín vị thú rồi nhé bạn, chứ trừ con thập dĩ ra đi nha. Đó là vậy thì lâu quá mình không chơi bạn nên có gì mình quay lại á, mình có vài cái mình không nhớ thì quay các bạn thông cảm cho mình ha. Đó. Với lại admin sở dính mang quyền á nên chỉnh như vậy thì đúng rồi nha bạn. Bình thường màu cam nè, đó có màu gì. À bình thường màu cam, à màu cam kia bây giờ thành màu cam vẫn màu cam đó bạn, cũng kiểu màu cam nè, cũng đâu khác lắm đâu, nhưng mà chín đuôi. Ui à cam hình như cam đậm hơn các bạn, hồi đó là cam cái màu mà giống trong phim các bạn, hình như là màu vàng đúng không, màu vàng sáng sáng hơn. Còn bây giờ chuyển nguyên màu cam luôn. Đó. Rồi bơm. Giờ chịu hồi. Cụ gì đó. Ấy gì vậy? Con gì đây? Trời ơi cụ gì? Trời ơi cụ gì? Trời ơi có cụ gì kìa. Vãi vậy con gì? Trời đất ơi con gì vậy? Nhìn không ra luôn á. Vãi thật sự. Ôi còn chỗ này là mình nhớ là cái chỗ quánh con thập dĩ đó bạn, đúng không ta, chỗ này nè. Đó là vậy.
Thôi mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây thôi nha bạn. Tại vì kiểu lâu lâu mình quay trở lại á, coi game như thế nào thôi á. Đó là vậy chứ giờ ra nhiều cái thứ mới mà mình cũng không biết nữa mày. Còn cái admin sửa lại á, là sợ dính bản quyền. Ủa có Gen 3 luôn nữa mày. Ui hình như mỗi à là làm lại đúng không? Gen 1 là bà là đây nè bạn, đây bản gốc nè, trong này là bản 2 á, bản lai hả đó. Gen như là mình nghĩ là gen đó bạn, cái gen á, gen di truyền á. Đây là bản gốc nè đó, còn đây là bản con đó, con của bản gốc đó. Đây là bản bản mẹ đi ha, đây bản con đó, xong một bản con lớn là sẽ có bản con của bản con nữa kiểu vậy đó. Mình nghĩ là vậy đó bạn ơi. Thôi chứ mình nghĩ là kết thúc clip tại đây thôi nha. Thì các bạn đã thấy hay á, cho mình xin một like, một subscribe của mình ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Cũng giờ thì bye bye.